Rồi, xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của nhà thông minh Gobi chúng tôi. Thì ở video này hôm nay thì bên mình sẽ thực hiện việc thi công lắp đặt cái máy hút mùi đến từ thương hiệu Bosch, dùng cho các cái căn hộ hạng sang. Thì thường khách hàng hay lựa chọn những cái thương hiệu lớn như Bosch, và đây là bên mình sẽ thực hiện cái việc lắp đặt cái con máy hút mùi Bosch với cái model nó là DWB77CM50. Đó, hàng này hàng xuất xứ của Đức luôn, nên quý vị các bạn nhìn thấy xem trên vỏ hộp này là đều hàng xuất xứ tại Đức 100%. Ở cái thời điểm năm 2021, tháng 5 2021 thì đây vẫn là một thời điểm hàng hóa nó không phải là lúc nào cũng sẵn hàng. Và với cái con model này thì khách hàng đã phải đặt cũng khá là lâu, và chờ cho khoảng tầm 2-3 tháng trở lại đây thì bắt đầu khách hàng mới có, và đến hôm nay thì mình sẽ bàn giao lắp đặt hoàn thiện lên cho khách. Và chút nữa thì sau khi lắp đặt lên thì mình sẽ có cái bài review riêng còn máy hút mùi này. Cái hút mùi này thì có đặc điểm là nó nút bấm cảm ứng. Cái nữa đó là cái lực hút nó rất là êm, thì bấm cảm ứng cái này thì nó rất là nhạy, cộng thêm vào đó nó không bị hiện tượng theo kiểu là bị chập chờn giống như một số các cái model của các cái thương hiệu mà nó rẻ hơn, ít tên tuổi hơn thì nó sẽ bị có một chút vấn đề là khi bấm ấy, là nó sẽ không được nhạy, và thời điểm mùa lồm ẩm nó hay bị chập chờn. Đó là những ưu điểm rất là lớn đến từ thương hiệu Bosch, xây dựng cũng khá là lâu, uy tín của nó thì không còn ai phải lăn tăn phải suy nghĩ khi đã lựa chọn thương hiệu Bosch. Chút nữa khi lắp lên xong thì mình sẽ gửi tới quý vị của bạn hình ảnh và khi vận hành. Và với cái tủ bếp như này thì chủ nhà đã hơi có một sự thay đổi một chút. Ngày xưa thì làm bằng cái tủ là hình mặt vát, sau đó thì sẽ bên đơn vị thiết kế bếp họ lại thiết kế không đúng, không chuẩn đối theo yêu cầu của chủ nhà. Chính vì thế thì bây giờ khi thiết kế ra và lắp đặt lên thì thành ra một cái hút mùi tễu này. Và đây sau khi trao đổi đo và thiết kế đo đạc lại thì bên mình đã lựa chọn ra cái máy hút mùi hình chữ T. Đây là cái hãng của Bosch, và đây hình ảnh thực tế của nó nhé. Các bạn nhìn thấy là tất cả phụ kiện đi kèm theo của một cái chiếc máy hút mùi thì ở đây nó cũng có sẵn luôn này. Đây là một cái tờ hướng dẫn lắp đặt của cái hút mùi này. Đó, và những cái lưu ý quý vị các bạn nhìn xem khi ống này, chúng ta nên lắp cái đường ống nó như này nhá, đường ống này ống phi 150 này, và cái ống này dẫn thẳng ra bên ngoài này, chứ không ta không đi kiểu rích rắc như này nhá. Để một cái thiết kế tủ bếp cho đẹp ấy, thì quý vị và các bạn hãy lựa chọn thiết bị, và sau đó thì yêu cầu cái đơn vị thiết kế họ thiết kế theo những cái kích thước, những cái sản phẩm mà chúng ta đã lựa chọn. Chứ còn nếu mà các đơn vị mà họ lại tự ý theo thiết kế theo cái cách của họ, đôi khi nó sẽ bị nhỡ cỡ vì họ không cập nhật được các cái sản phẩm trên thị trường, cái loại nào họ lại phổ biến. Đôi khi là cái sản phẩm chúng ta thích nhưng mà nó lại không phù hợp với cái kích thước họ đưa ra. Chính vì thế thì quý vị và các bạn hãy lưu ý khi lựa chọn bếp, chúng ta sẽ cần phải cân nhắc để tránh xảy ra cái tình trạng nó hụt thừa nhà. Đôi khi là xử lý thì vẫn xử lý được nhưng mà hình ảnh và cái độ thẩm mỹ nó sẽ không được cao. Nếu như quý vị nào mà quan tâm các giải pháp về thiết bị bếp, máy rửa bát, lò vi sóng, máy hút mùi, thế thì quý vị và các bạn hãy liên hệ với bên mình. Bên mình sẽ đưa ra một cái giải pháp tổng thể để khi mà quý vị và các bạn đang có nhu cầu đang xây nhà, và trước khi mà chúng ta đang xây nhà trong giai đoạn bắt đầu ấy, khi mà chúng ta có bản vẽ thì chúng ta hãy tham khảo luôn, liên hệ với các đơn vị có uy tín. Với những cái thương hiệu hàng Bosch này thì quý vị và các bạn sử dụng với bên mình cung cấp nữa, thì mọi quý vị hãy yên tâm về mặt chất lượng cũng như là dịch vụ sau khi mà có sự cố xảy ra. Trong quá trình chúng ta sử dụng, nếu có bất kỳ vấn đề gì, sự cố ví dụ như là nó không hoạt động hoặc là nó không vào điện, thì quý vị hãy gọi điện, thì bên mình sẽ cử nhân viên kỹ thuật đến kiểm tra và khắc phục ngay cho quý vị và các bạn trong thời gian là muộn nhất là 24 giờ.
tính theo cái giờ làm việc đấy. Và vừa rồi kỹ thuật bên mình đã hoàn thiện xong cái việc lối ống bạc này vào cái ống nhựa kia để hoàn tất cái quá trình lắp đặt, và chút nữa sẽ đấu phần điện này nữa. Đây, phần điện thì còn một chút nữa là xong. Và vừa rồi bên mình đã hoàn tất xong cái quá trình lắp đặt cái máy hút mùi Bose. Và quý vị các bạn nhìn thấy đây là các cái phím bấm cảm ứng này. Sau khi mà nó lắp đặt lên xong thì chúng ta sẽ nhìn thấy nó nổi hoàn toàn các số ở trên này, cũng khá là dễ nhìn. Ở đây nút nguồn nhé, đó đây số 1 này, số 2 này, số 3 này, đây là nút tăng cường tăng tốc lên này, nếu mà khi chúng ta mà thường đây nút đèn này. Cái này tùy theo cái nhu cầu hút mùi chúng ta thì sẽ bật các cái số này làm sao cho nó phù hợp. Thứ nhất là về độ ồn, thứ hai nữa là cái năng lực hút mùi. Khi chúng ta bật ở chế độ cao thì đương nhiên là cái độ ồn của máy nó sẽ mạnh hơn, nhưng mà so với các thương hiệu khác thì nó nhẹ hơn rất là nhiều. Là sau khi sử dụng một thời gian dài ấy, thì những cái thương hiệu nào tốt thì chúng ta sẽ cảm nhận thấy rất là rõ. Những thương hiệu mà kém chất lượng thì đương nhiên dùng một thời gian sau là cái độ ồn động cơ nó phát ra rất là nhiều. Và có một điều lưu ý khi chúng ta sử dụng máy hút mùi thì đây là cái tấm lọc mỡ này, thì chúng ta phải thường xuyên vệ sinh cái này, thường là khoảng một tuần chúng ta vệ sinh một lần. Nếu như nhà của quý vị và bạn nào mà có cái máy rửa bát ấy, thì chúng ta sẽ đưa nó vào cái máy rửa bát chúng ta vệ sinh rất là dễ. Và không thì chúng ta sẽ mua cái loại chất tẩy rửa để xịt lên trên bề mặt này. Thì bên mình cũng có một cái loại chất tẩy rửa, đấy là HGO chuyên gia tẩy mỡ. Thì quý vị và các bạn cần cái sản phẩm gì đó thì hãy liên hệ, thì bên mình sẽ cung cấp gửi hàng tới cho quý vị và các bạn trong thời gian sớm nhất. Và quý vị và các bạn có thể nhìn thấy đây là cái tem bảo hành này, đây cái sẽ kích hoạt bằng điện tử. Và khi hoàn tất xong quá trình lắp đặt xong thì bên mình sẽ nhắn lấy điện thoại từ của khách hàng cả cái mã số trên này và sẽ gửi đến cái trung tâm bảo hành của hãng và kích hoạt cái việc bảo hành điện tử. Ở đây nhá, bây giờ mình bật này, đó. Máy hiện giờ đang hoạt động ở tốc độ số 2 này, số 1 này. Thường thường thì chúng ta hoặc nếu nấu ít chúng ta dùng số 1, trung bình dùng số 2, và nhiều hơn, nhiều khói hơn, nhiều cái mùi hơn chúng ta đến chuyển sang số 3. Và còn cái mức tăng tốc đây là mức lớn nhất. Đó. Còn đây rút đèn. Đó. Để giúp cho cái trình nấu ăn của chúng ta được thuận tiện, dễ dàng hơn thì đây là cái rút đèn. Tất cả phím bấm thì bấm cả ứng rất là nhạy. Kể cả mùa đông, những như mùa hè hoặc trời thời tiết độ ẩm thì cái mặt lạnh này nó hoạt động rất là chuẩn. Nếu như quý vị nào mà đang có nhu cầu quan tâm về các giải pháp về thiết bị bếp thì hãy liên hệ với mình thông qua điện thoại 0355003003 để bên mình có thể tư vấn để giúp cho quý vị và các bạn có một giải pháp tổng thể. Đây, toàn bộ các thiết bị trong nhà khách hàng, ví dụ đây là cái máy rửa bát, đây là cái máy Bose CD8 này, bên mình cũng cung cấp cái sản phẩm này. Còn bạn nào ở khu gần khu vực Đông Anh thì có thể qua tham quan cửa hàng bên mình, thì bên mình sẽ có cái phần thưởng nhỏ nhỏ để giúp cho quý vị và các bạn có thể tẩy được các cái lồng máy giặt trong gia đình chúng ta. Mỗi bạn đi qua đến thăm showroom, đến thăm cửa hàng thì bên mình sẽ có cái phần thưởng nhỏ nhỏ đây để giúp cho quý vị và các bạn có thể vệ sinh được cái lồng máy giặt nhà chúng ta một cách cực kỳ hiệu quả. Đây là hàng Demit của Đức, và với khách hàng qua chỗ mình thì mình sẽ tặng cho khách hàng 3 viên này. Ở địa chỉ bên mình là số 29 tổ 6 thị trấn Đông Anh. Mình sẽ gửi đường mô tả, mình sẽ gửi cái map bản đồ. Nếu như quý vị nào mà khó khăn hơn trong cái việc mà tìm cái địa điểm bên mình thì địa điểm thì ở ngay mặt đường quốc lộ 3, số nhà 29 tổ 6 thị trấn Đông Anh. Đó, mình sẽ có cái đoạn video clip đã giới thiệu cho quý vị và các bạn về showroom bên mình. Và mình sẽ để lại cái map bản đồ đó để giúp cho quý vị và các bạn có thể qua, chúng ta sẽ trải nghiệm cái sản phẩm. Và trước khi chúng ta có mua một sản phẩm đó, chúng ta nên sự trải nghiệm bằng mắt, bằng thực tế thì nó là một điều tốt nhất để tránh việc mà chúng ta mua phải cái mặt hàng mà chúng ta không đúng cái nhu cầu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.
Nếu có bất kỳ câu hỏi nào thì quý vị và các bạn hãy comment dưới video này, mình sẽ trả lời cho quý vị và các bạn trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.